chiến của 86 chiến binh, những cú nhảy phi thường, những màn bứt tốc ngoạn mục trên một đấu trường rực lửa. Tất cả đều hướng đến đỉnh tháp danh tiếng Midoriyama. Không giới hạn, Sasuke Việt Nam 1-2, 20 giờ thứ năm hàng tuần trên VTV3. Nước tăng lực number one, cuộn trao sảng khoái, bật tung năng lượng.